Thưa quý vị và các bạn, trước đây, chuyện ùn tắc giao thông ở các cổng trường, mỗi giờ vào học hay giờ tan tầm không còn xa lạ gì. Thế nhưng thời gian gần đây tại nhiều trường trên địa bàn huyện Hoa Lư, tình trạng đó đã cơ bản được khắc phục. Phương tiện đưa đón học sinh được sắp xếp đậu đỗ ngay ngắn, đường đã thông, hè đã thoáng. Trước đây, đoạn đường hơn 100m dẫn vào cổng trường tiểu học Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư thường xuyên bị ùn tắc do hàng quán bày bán và người dân đưa đón con em mình. Nay các phụ huynh đến đưa đón con đã đỗ xe thành hàng ngang, sát mép đường, tạo thành hàng lối ngay ngắn. Đó là thành công từ mô hình cổng trường tự quản về an toàn giao thông do ban giám hiệu nhà trường, hội cha mẹ học sinh phối hợp với đoàn thanh niên, công an xã Ninh Mỹ triển khai. Các thầy cô thì cũng đã hướng dẫn học sinh ở trên lớp là khi mà đến trường thì thực hiện như nào khi tham gia giao thông ngoài đường, đến khi là tan học về thì các em đứng ở vị trí nào để đợi phụ huynh đến đón, không đi xuống lòng đường mà phải đứng trên vỉa hè. Nhà trường cũng phân khu của các khối lớp đứng ở vị trí nào không gây ùn tắc hay là lộn xộn ở trước cổng trường. Còn tại trường tiểu học Ninh Giang, vào giờ tan trường, dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và giáo viên nhà trường, các phụ huynh đến đón con em đều xếp xe gọn gàng, ngay hàng thẳng lối dọc hai bên đường, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi. Tôi đã tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên đài ba cấp về cái việc thực hiện an toàn giao thông cho các em học sinh. Thì phụ huynh cũng rất là hưởng ứng và học sinh thì được tuyên truyền thì các em cũng thực hiện rất là tốt. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hoa Lư đã xây dựng được 22 mô hình cổng trường an toàn giao thông tự quản. Thông qua mô hình, giúp nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh và học sinh, ý thức chấp hành giao thông, đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự tại cổng trường học. Khi tôi tham gia giao thông thì bản thân là phụ huynh thì cũng đã đội mũ bảo hiểm và để đi tham gia giao thông rồi ạ. Khi đón con thì tôi tuân theo cái quy định của nhà trường về việc là phương tiện thì để theo đúng khu như nhà trường quy định ạ. Và để chờ con để đón các cháu đi học về. Để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ khi đến trường, bên cạnh việc phát huy hiệu quả mô hình tự quản thì các nhà trường còn trang bị cho các em học sinh kỹ năng, cách xử lý tình huống nhằm phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông. Và trên hết, chính các bậc phụ huynh cần làm gương cho con em mình trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về giao thông. Khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2020, tại ngã ba giao nhau giữa ngõ 704 và ngách 3/672 thuộc đường 30 tháng 6, phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, Phạm Văn Bảy có hành vi điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 35A13363 lấn sang phần đường của xe đi ngược chiều, va chạm với xe đạp do bà Lã Thị Phụng điều khiển. Mặc dù bà Phụng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình xét xử ngày 25 tháng 6 năm 2021, đã tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Văn Bảy đã có đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tỉnh. Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo sau khi phạm tội đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho gia đình người bị hại, được gia đình người bị hại làm đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bảy 12 tháng tù cho hưởng án treo. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, xe ô tô, xe cơ giới đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách như phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xe hoạt động tại các vùng đảo, khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc phòng, không đủ điều kiện đưa xe tới đơn vị đăng kiểm. Xe quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định thuộc đối tượng ưu tiên được kiểm định chất lượng an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường bên ngoài đơn vị đăng kiểm. Theo dự thảo, Nghị định bổ sung Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt mà Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ. Đáng chú ý, có mức đề xuất phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện trốn tránh, không trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ khi lưu thông qua các trạm thu phí. Hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại, nam thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ vượt bên phải xe ô tô với tốc độ rất cao. Đúng lúc đó, phía trước có một người phụ nữ đi xe đạp từ bên trái băng qua đường. Do phóng nhanh nên thanh niên điều khiển xe máy đã không kịp xử lý và tông thẳng vào người phụ nữ đi xe đạp. Cú đâm mạnh khiến cả hai bị ngã ra đường.
Thưa quý vị và các bạn, trong tình huống vừa rồi, nếu như nam thanh niên chú ý quan sát và không cố tình vượt ô tô thì chắc chắn vụ tai nạn này sẽ không xảy ra. Đó cũng chính là lý do người điều khiển phương tiện cần quan sát thật kỹ cả trước và phía sau để đảm bảo khoảng trống an toàn cần thiết, tránh tai nạn đáng tiếc khi vượt xe. Đồng thời hãy đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cuộc sống của bạn. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!